Dự Thảo xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dự Thảo ơi, lâu lâu á Ngọc Hương tự nhiên lại thèm cái cảm giác cắn vào một ổ bánh mì, dần ơi là dần, thích ơi là thích đó cô. Nhưng mà cô nhớ chương trình của mình cũng đã hướng dẫn rất là nhiều món bánh mì rồi mà. Cô nhớ là có bánh mì kẹp tôm sốt mayonnaise nè, bánh mì kẹp thịt gà khìa nè, rồi bánh mì xíu mại nữa. Ngọc Hương không lẽ vẫn còn thích ăn bánh mì à? Nhưng mà Ngọc Hương muốn ăn một món bánh mì khác kìa. Đặc biệt á là phải có cái cảm giác là giòn tan luôn, giòn rụm luôn á cô Dự Thảo. Để cô suy nghĩ xem như vậy thì bây giờ mình... À trước hết thì Ngọc Hương cho cô biết là Ngọc Hương có biết công dụng của tỏi không nè? Công dụng của tỏi hả? Rất là tốt cho sức khỏe, giúp cho chúng ta giảm đường huyết nè. Rồi tốt cho tim mạch. Và Ngọc Hương nhớ là gia vị tỏi á, thường là bỏ vô mấy món xào hay là ướp thì rất là quan trọng. Đang nói đến bánh mì, tự nhiên nhắc đến tỏi. Như vậy là món ăn bánh mì nướng tỏi đúng không? Chính xác luôn, thật là thông minh đó. Như vậy hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương món ăn cực kỳ đơn giản và làm rất là nhanh, đó là món bánh mì nướng tỏi. Ngọc Hương ơi, nguyên liệu cho món bánh mì nướng tỏi cô đã chuẩn bị xong rồi đó. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 ổ bánh mì, khoảng 5 tép tỏi, ớt bột nè, một ít tiêu, vài cọng ngò rí, và đặc biệt không thể thiếu sốt trứng gà tươi Lisa. Cô Dự Thảo ơi, bánh mì á mình có cần phải lựa loại nào không cô? Loại mà cô làm tốt nhất á là em mua loại mì baguette, tức là cái loại bánh mì mà nó đặc ruột thì mình sẽ làm là ngon nhất. Và cái bánh mì hôm nay cô đã chọn để mà làm cho món bánh mì nướng tỏi này chính là bánh mì baguette đó. Dạ. Cái nguyên liệu quan trọng thứ hai nữa là nguyên liệu tỏi nè. Bây giờ tỏi khi mà thực hiện thì em sẽ lột cho sạch vỏ đi, sau đó chúng ta sắc lát mỏng. Cô Dự Thảo ơi, Ngọc Hương thấy á, đối với món bánh mì nướng tỏi thì tỏi cũng gần như là nguyên liệu chính. Mà có rất là nhiều loại tỏi, không biết là mình lựa loại nào cho món này thật là ngon hết đúng cô? Là khi đi ra chợ để mua tỏi về làm các món ăn á, thì là có rất là nhiều loại tỏi, nhưng mà đối với cái món bánh mì nướng tỏi này thì lại cần những cái tép, chọn những cái tép tỏi to để mà khi mà chúng ta chế biến xong á, thì cái mùi sẽ không quá hăng, vì mùi quá hăng của tỏi thì cũng sẽ làm cho cảm giác mất ngon của món ăn đi. Dạ. Như vậy là Ngọc Hương thấy không, sau khi cô sắc lát mỏng rồi thì bây giờ cô bầm nhuyễn thì những cái miếng tỏi nó được băm nhỏ ra nhưng mà nó vẫn còn nguyên vẹn, cho nên khi mà chúng ta làm món bánh mì nướng tỏi này á thì tỏi vẫn còn giữ nguyên được hương vị thơm ngon, mà đồng thời thì nó lại rất là đẹp nữa. Và bây giờ cô sẽ tiếp tục chuẩn bị sang đến phần ngò rí này. Đối với bánh mì thì chúng ta sẽ xẻ dọc ra như thế này. Xẻ bánh mì xong bây giờ thì cô cho mình làm cái gì nữa hả cô Dự Thảo? Bây giờ cô sẽ làm sốt. Chúng ta sẽ trộn sốt nè. Ngọc Hương chú ý nha, chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng canh sốt trứng gà tươi Lisa. Dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho tỏi băm vào. Cô sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê tiêu vô nữa. Rồi tất cả cô sẽ đánh thật đều lên. Dạ. Rồi bây giờ sau khi đã đánh đều lên rồi, bây giờ Ngọc Hương sẽ giúp cô, chúng ta sẽ trét những cái phần sốt mayonnaise này lên trên cái bề mặt của bánh mì nha. Dạ. Rồi chúng ta bắt đầu trét sốt lên. Ngọc Hương nhớ chú ý chúng ta trét cho thật đều. Dạ. Cô Dự Thảo ơi, Ngọc Hương không biết á là sốt trứng gà tươi Lisa có tác dụng gì khi mà mình phết lên bánh mì như thế này? Ngoài tác dụng chính á là nó làm tăng thêm hương vị thơm ngon, sẽ làm cho phần ruột bánh mì phía bên trong rất là mềm, mà bên ngoài thì lại có độ giòn. Xong rồi Ngọc Hương ơi. Dạ. Rồi sau khi chúng ta để là nóng khoảng 15 phút rồi, Ngọc Hương nhớ lưu ý là chúng ta cho nhiệt độ là khoảng 150 độ nha. Và chúng ta để lửa trên thôi, để cho vàng mặt trên thôi. Dạ. Chúng ta sẽ rắc ớt bột lên. Bây giờ ngò rí mình cho rải rác thôi, đừng có cho nhiều quá. Dạ. Mà Ngọc Hương nhớ lưu ý là khi nướng cái bánh mì nướng tỏi này á thì chúng ta phải hết sức lưu ý là lửa phải nóng và phải thời gian nướng phải rất là nhanh. Vì nếu mà chúng ta nướng quá chậm á thì bánh mì sẽ bị khô và mất ngon đi. Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả đã kịp thời ghi lại điều này trong sổ tay nấu ăn của mình. Đó là khi nướng bánh mì, chúng ta sử dụng lửa to và nướng thật nhanh quý vị nhé. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi và lò cũng đã nóng rồi. Chúng ta sẽ cho phần bánh mì này vào. Wow, Quang Hương, quả thật là rất là nhanh. Nóng hổi, thơm ơi là thơm luôn. Bánh mì nướng tỏi sau khi mà nướng xong với Ngọc Hương biết không, ăn thì rất là đơn giản, chỉ việc cầm miếng bánh mì lên và thưởng thức thôi. Nhưng mà muốn cho đẹp thì cô đã cắt một miếng bánh mì ra sẵn như thế này. Rồi. Nhìn rất là hấp dẫn.
Bây giờ Ngọc Hương thưởng thức món bánh mì nướng tỏi nha cô chị Thảo. Chấm một miếng sốt trứng gà tươi Lisa. Giòn ơi là giòn luôn cô Dự Thảo ơi. Mà tất cả các gia vị á, rất là thấm nha, ăn rất là ngon. Đặc biệt á, là mùi tỏi á, rất là nhẹ. Mình có cảm giác là như đang ăn món bánh mì nướng tỏi thật. Nhưng mà mùi tỏi thì rất là dễ chịu. Nên những người mà không ăn được tỏi á, vẫn có thể thưởng thức được món ăn này. Đúng rồi đó Ngọc Hương. Chính nhờ sốt trứng gà tươi Lisa làm cho dịu đi cái mùi hăng của tỏi. Và món bánh mì nướng tỏi này chúng ta có thể thực hiện để làm như là một món ăn nhẹ. Hoặc là có thể sử dụng chung với lại súp, với salad cũng đều rất là phù hợp. Hy vọng là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày trong ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị một món ăn nhanh gọn và rất là tiện lợi nữa. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Chia sẻ cảm nhận với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày vẫn có hai cách thức quen thuộc. Một là quý vị có thể gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Và cách thứ hai là gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.